Chào cả nhà ha. Hôm nay thì mình đi chợ mình có mua được một cái đầu heo các bạn. Đó. Hôm nay mình sẽ làm đầu heo khìa nước dừa các bạn ơi. Bắt đầu bây giờ mình chuẩn bị nguyên liệu nha. Để chảo thật bự vậy ha. Đây là những thành phần nguyên liệu mình để mình ớt nha. Đây là tỏi xay với hành nha. Hành để tỏi xay mình ướp lượng á, mình để đây nha. Xong một món. Bắt đầu mình cho muối hột các bạn. Một muỗng vậy đi. Đây cái hạt đầu heo cũng hơi bự ha. Xong. Rồi qua đây là thành phần này là bột ngọt nha cả nhà ơi, còn muốn bột ngọt nha. Rồi tiếp qua đây là đường nha. Đây đường mình nha, hai muỗng nha. Đường mình chơi mình làm hai muỗng bự như các bạn. Đó. Rồi kế tiếp là nước mắm. Cái ấm mình ướp lượng nha, mình cái này chắc cỡ 3 muỗng canh nha. Đây ngũ vị hương nha, bột ngũ vị hương làm hết bọng luôn đó các bạn. Cái này đậu heo nó bự á, mình làm hết bọng luôn, nó đậm đà ha, màu mè nó lên đậu ngon ha. Đây thành phần cái đầu việc có hiệu ẩn tiếp là mình nhào mình trộn cái hỗn hợp này nha. Đầu heo mình đã rửa sạch 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 rồi các bạn, mình làm tạo lông rồi ok cho nghe. Đây giai đoạn massage mình ốp rồi ha, quan trọng lắm ạ. Mình phải ốp cho nó thật thật kỹ nha, vì lát rồi mình đây rồi mình để cho nó ngấm thử một tiếng hồ đấy ha, để mình mới để mình bắt lên mình xìa ha. Rồi các bạn ơi, giờ cái chảo mình đã nóng lên rồi nha, bây giờ mình để mở vô nha, chuẩn bị mình kìa cái đầu heo này nha. Cũng được nha, thắng là để hồi mình lấy cái đầu heo đó. Rồi đúng, để cho nó làm thịt hợp đây này, mình để da đầu heo mình vô mình kìa đó lên màu đẹp nha mọi người. Cả nhà ơi, mình đang thắng đường với mỡ rồi các bạn. Mình làm nó dạng như là caramel nha, để mình khi mình đưa cái đầu heo vô mình kìa thì nó có màu đẹp ha. Đó, đầu nó lên màu nha các bạn. Khổng lồ các bạn ơi, làm cái chảo bự về thôi cho nó thoải mái nha. Thì nó thấm cái nước rồi, nó sắc, nó thấm. Bây giờ là cái trong giai đoạn cái đầu heo mình nó thấm này các bạn. Lăn tới lùi ha, thấm. Cái gia vị mà đường rồi với mình thắng đường nãy đó, với mỡ đó, nó ngấm gần hết rồi nha. Khi nào nó ngấm dừa hết là mình cho nước dừa vô nha. Mình kia này là toàn bộ bằng nước dừa hết trơn nha. Nhà mình thì dừa nhiều lắm nên là mình không có sợ tốn đâu. Mà dừa lúc này bán đâu được đâu các bạn. Kia dừa hết ha, vàng ôm nha các bạn ơi. Đăng tới đăng lui vậy ha. Cái lúc này là mình có cảm giác là nó thơm lắm rồi đó nha. Rồi mình chế nước dừa ha. Đó, giờ cho ca nước dừa vô nó các bạn. Này nãy mình chặt 3 trái em kìa hết luôn hả? Hết không? Hết được gì hết? Kìa hết. Rồi, chậm như thiệt vừa cạn nước rồi mình đem ra luôn thưởng thức phải không? Mình kìa nước dừa không á, nó ngon lắm. Mình không có chế nước gì hết trơn rồi, 3 trái dừa được nhiêu nè.
Vừa đủ rồi, vừa đủ rồi. Tại chảo, cái chảo này bự quá ha. Ừ. Rồi để heo ha. Nên mới xứng với cái đầu heo rồi chứ. Rồi ok. Thịt kìa của mình làm được không mà nghe các bạn. Chỉ cần ngày cái phần nước kìa của dưới nó nó sắc kẹo lên chút nữa là mình thưởng thức được nha mọi người. Nãy giờ để mình chở bà. Nó kẹo qua. Thấm nó hết trơn rồi. Cái đầu nó to quá mình chở khó chở quá. Để tránh bằng luôn ừ. Chào cả nhà nghe. Hôm nay mình có làm một món ăn bằng thịt heo nghe cả nhà. Đó là đầu heo khìa nước dừa ăn với bánh mì nghe. Các bạn thấy ông thấy hấp dẫn không? Cái này cũng đồ này cũng khá bự nha các bạn. Cái nhà hôm nay giờ là các con bạn. Chào ông bà cô bác, con chào ông bà cô bác. Rồi hai đứa con mình thấy ngoan chưa? Cái này là cái phần mình nước khìa ha, nước khìa coi đầu heo mà còn dư lại ha. Mình đem ra cái này nó sền sệt chấm nước mình chấm bánh mì là ăn hết sảy các bạn. Còn những cái loại rau cải với cà chua mà rồi rau húng cây, húng lủi, quế ha, cải xà lách ha, dưa leo đồ làm những món mình ăn kèm các bạn. Và đây không thể thiếu một chén nước mắm nha, một chén mắm hết thật là to tướng nha. Các bạn có xem được clip của mình đấy không? Thì các bạn vui lòng cho Hải một like, một share và một lượt đăng ký nha. Yêu cầu các bạn để lại một hai câu bình luận gì đó, một hai chữ thôi cũng được. Thì Hải sẽ qua đăng ký cho các bạn và xem full video của các bạn rồi đăng ký bấm chuông cho các bạn nha, để mình ủng hộ nhau, để mình cùng nhau phát triển các bạn. Giờ không thể nói dài dòng nữa, giờ cái món ăn này hấp dẫn quá, mình sẽ tiến hành mình thưởng thức nha. Giờ mời cả nhà nha. Trước tiên thì mình sẽ cắt bánh mì ra nhỏ nhỏ cho dễ ăn nha các bạn ơi. Các con ăn bánh mì thì lấy nha. Dạ. Đây. Nè, mấy đứa chấm thưởng thức bánh mì trước đi, rồi tới cha cắt thịt nha. Còn cái đây cái mũi heo các bạn. Cái má gần cái mũi heo nha các bạn cả nhà ơi. Rồi bây giờ mình mời cả nhà nha, mình review thử một miếng này nha các bạn. Để coi bà xã mình làm cái món này nó ngon dữ không nha. Nhìn chảy nước miếng luôn nha. Thôi mời cả nhà nha, nó quá thơm à. Cảm giác đầu tiên nó giòn, nó sừng sực ha, nó béo không cả nhà, giòn mỡ heo béo được chứ, ngon ha. Để mình để mình xoay nó đậm gia vị hơn ha, quẹt miếng nước sốt của nó rồi cái này nước mình khìa nó chưa có khô hết nè, mình lấy ra luôn. Mà nó đặc lắm rồi nghe các bạn. Nó ngọt. Nó ngọt. Nó thơm. Nó béo. Nó giòn ha. Giờ mình phải cắt hết nha. Wow. Cục này quá bự rồi. Hấp dẫn rồi. Cả nhà thấy hấp dẫn không? Mình này cắt nhỏ nhỏ ra gì cho các mấy đứa nhóc như mình nó dễ ăn nha các bạn. Chung là cái này nó cũng dai mà nó giòn ha, dai nó giòn. Nó thơm lắm nha. Tại mình kèm nước dừa mà. Không mời mọi người ăn thịt heo. Không mời mọi người ăn lẩu tôm heo. Đó.
quá ngon nha các bạn ơi. Da không? Có trong có thịt chứ. Bạn nào mà ăn da với mỡ rồi chút chút ha, là cái da đầu heo này là thì nước chừa là thích lắm đó nha. Thật sự mình cũng thích nữa, còn heo mà ăn mà thịt không là ăn chút là nó ngán nè. Còn cái, lắm còn cái này mình ăn được nhiều nè, vàng ôm ha, mà nó thơm lắm, tại mình ốp ngũ vị hương đó. Tuyệt vời luôn. Những cái ngày mà trời ui ui bão ha, ăn cái này sướng. Ăn con hai hai đứa ăn cứ gấp ăn đi. Dạ. Thôi cha cắt rồi đó. Ngon. Cắt nhiều đó. Thích mà ăn. Cái này cũng nhiều lắm, ăn mình ăn không hết đâu. Ngon không? Đó. Rồi cái công của mình cắt nha, còn dính này luôn á quan ơi. Này miếng bự lắm nè. Mời cả nhà đi, nãy giờ mời chưa ta? Mời rồi, giờ mời tiếp nha cả nhà ơi, giờ mình mời tiếp nha. Đây, mời cả nhà nha. Cái vô sướng miệng luôn. Ăn rồi. Béo. Mỡ. Nó thịt đúng không? Hay là lẫn lộn nhau. Ngon ha. Ngon, ăn thịt rồi ha. Giờ thêm con gái ha. Ừ, cha ơi, thấy ăn ngon quá ha. Ngon lắm các bạn ơi. Béo dai giòn, nó dai sần sật nha. Hai đứa ăn thêm rau đồ vô con. Dạ. Ừ, bánh mì ra để lên đây nè, ăn thêm luôn. Thật đang ngon. Rồi ngon ăn đi. Thích ăn gì ăn. Nói chung là nó dai ngon. Rồi cha cắn cắt bánh mì nữa kìa. Bữa nay khỏi ăn cơm nha, ăn bữa nay ăn bánh mì không. Trời, ba ổ mì này ăn còn ăn cho hết. Ăn cùng lắm cả hai ổ. Ờ. Mì bự mà. Ờ, bánh mì bự ăn hết. Ừ, mời cả nhà ăn miếng này nha. Ừ. Ngon quá bạn ơi. Trời ơi, lâu đổi món nha, ăn đầu heo khè nước dừa ngon quá. Đây là lá tô ha, lá tô với hành, có ngò, ngò ra, ăn một tí. Ăn nhiều rau sống đồ cho nó đỡ ngán, có bị ngán cũng không. Cà chua. Rau vô. Chấm với nước sốt nữa ha. Này ăn nhiều rau mới ngon. Ăn món này tuyệt vời nha cả nhà. Ừ. Ngon. Mà sớm vậy đó thì cũng vòng vòng chứ cũng gần cả 2 tiếng ha. Ừ, cả 2 tiếng đồng hồ. Ngon quá ha, cái hấp dẫn quá. Cái này tiếp tục nha. Ngon. Chấm những nước sốt nước thì còn dư lại nè. Đậm đà lắm nha. Béo. Béo mà cái béo không phải là cái béo của ngán nha các bạn. Tại vì cái lượng mỡ với da mỡ ít thôi. Da nhiều. Đầu heo thấy cũng không có mỡ nhiều lắm. Nó nhưng mà chủ yếu là nó da nhiều. Ngon. Da nhiều với thịt lắm. Khi con nước, có thịt. Khi nước chưa này ngon ha. Nó thơm. Rồi tiếp tục nha cả nhà. Rồi mời cả nhà mình ăn cùng với gia đình mình nha. Rồi mời mọi người bánh mì luôn nha. Nó ngon, bánh mì chấm này ngon rồi. Ngon. Nước sốt này đậm đà quá trời. Ăn rau vô. Cà chua này dẹp. Rất ngon các bạn ơi. Ngon quá. À. Đó, chín đi. Ờ. Ê, nói bà ổn miệng hết cho em thấy hết đó nha. Chắc hết.
ngon. Ngon quá cả nhà ơi. Hai miếng ăn rau rồi thêm đi con. Một mâm rau luôn. Thịt nhiều nhiều vô. Đây cái phần nước sốt này nó ngon quá, mấy đứa nó chấm mà. Cả bánh mì chấm không mà mình cũng vậy nữa. Chấm đậm đà. Rau ngon quá anh ơi, tươi ngon rồi. Bữa nay mua thiệt, bữa nay mua rau tươi. Vậy là tới đây clip cũng khá dài nha các bạn. Gia đình của Hải rất là cảm ơn các bạn đã nhín chút thời gian xem clip của mình nha. Và chúc các bạn một ngày mới thật nhiều sức khỏe nha các bạn ơi. Đến đây thì mình nói lời tạm biệt nhau nha. Hẹn các bạn gặp lại clip sau nha các bạn ơi. Rồi cảm ơn cả nhà đã xem clip của vợ chồng mình nha. Xin mọi người ủng hộ vợ chồng mình tiếp nha. Rồi tạm biệt cả nhà. Con tạm biệt ông bà cô bác. Tạm biệt con bà cô bác.